Đối Dũng xin chào các nhà của VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. 17 người thiệt mạng trong vụ đánh nhau tại một hộp đêm ở Venezuela. Phụ nữ Indonesia bị một con trăn dài 7 mét nốt chứng và cử tri Orange County tham gia bầu cử sơ bộ cao nhất trong 16 năm qua. Thưa quý vị, hôm nay đêm thứ Bảy tại Venezuela có một vụ đánh nhau tại một hộp đêm. Hộp đêm này tên là Los Cotoros ở thủ đô Caracas trong các vùng Trung Lưu. Và trong lúc đánh nhau thì theo cảnh sát cho biết có một người quăng bom xăng vào trong đám đông. Thế là người ta hoảng loạn hơn 500 người bỏ chạy và dẫm đạp lên nhau. Kết quả có 17 người bị thiệt mạng, trong số 17 người thiệt mạng có 5 người bị thương, à, có có trong số 7, 17 người thiệt mạng có 7 có 8 người, có 8 em thiếu niên. Và ngoài ra ngoài 17 người này có 5 người bị thương nữa. Và cái buổi tiệc ở đây là buổi tiệc ra trường của một tổ chức ở tại hộp đêm này và cảnh sát cho biết họ bắt 7 người bao gồm chủ hộp đêm và một người bị nghi là quăng bom xăng vào trong hộp đêm. Thì thưa quý vị Họ nói là ngoài những người bị chết ra Thì những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương Để chăm sóc Và trong đó có một người bị thương Trong tình trạng nguy kịch Tại Indonesia thưa quý vị có một phụ nữ Ở một cái làng Ở tỉnh Sao Sulawesi ở miền trung Indonesia Hôm thứ năm vừa rồi Bà này tên là Wathiba 54 tuổi Bà đi vào trong cái vườn của bà Cách cái ngôi làng bà ở khoảng một cây số đi vô và coi thăm cái vườn thì đi vô thứ năm thứ sáu gia đình không thấy về mới đi kiếm bà thì vào cái vườn rau và thấy bà đôi dép còn đó và đèn pin đó bà đâu mất cái họ mới kêu dân làng đi kiếm cái bà ở đâu thì phát hiện một con chăn khổng lồ dài 7 m bụng to phình ra nằm cách cái chỗ mà bà uh, cái để cái đôi dép với lại cái cái cái, cái đèn pin đó, khoảng 50 thước thế là họ khiêng con chăn về khi con chăn về mổ bụng ra bà ta thì bà nằm trong đó còn nguyên vẹn quần áo luôn có chắc chắn có chết bị nút chừng vô mà Đó. và coi như là không với là quần áo này kia còn nguyên thì thưa quý vị đây là cái lần thứ nhì mà một người ở bên Indonesia bị chăn nút chừng hồi tháng 3 năm ngoái có một thanh niên 25 tuổi cũng bị nút chừng chăn sống ở cái vùng rất nhiều cái ông ông người là dân làng đây họ nói là cái vùng này cái vùng nó có đá có hang hốc có cả những vách núi chăn rắn nó, nó sống rất là nhiều và nhiều khi ta đi vô rừng người ta không để ý đó những con chăn này thưa quý nó có những cái răng cong mà rất là nhọn bắt mồi đó là canh nó rình mồi luôn, chụp nó kéo mồi bắt đầu siết quấn lại nó siết cho nát xương cho tới khi chết bắt đầu từ 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 nút nút nút, nút, nút vô à, thì đó là một phụ nữ 54 tuổi bị chăn nút chừng ở tại Indonesia ở tại Orange County trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 6 vừa qua bây giờ cơ quan bầu cử cho biết đây là lần đầu tiên trong 16 năm số người tham gia bầu cử sơ bộ tăng cao kỷ lục à, như vậy, đầu cái cuộc bầu cử thì ông Neil Kelly, giám đốc văn phòng bầu cử ông Kelly dự đoán chỉ có từ 27 đến 30% thôi trong một tổng số 1.48 triệu cử tri có ghi danh đi bầu. À, nhưng mà té ra tới là hơn 47% đi bầu. À, à xin lỗi quý vị, 38.4%, 38.4% cao nhất trong 16 năm qua. Và ông cho biết là cái lần cuối cùng á mà cái số người đi bầu nhiều nhất đó là kể từ năm 2002 lúc đó là 41%, 41% là cao nhất là năm 2020 giờ 16 năm sau được 38.4% là cao nhất trong 16 năm chứ chưa cao hơn hồi đó. đó. Thì cái 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 năm mà đi bầu thấp nhất đó là năm 1990 và năm 2002 và năm 2014 chỉ có 34% cử tri đi bầu mà thôi. Đó. Thì cho đến nay thì đã có 77% số phiếu là kiểm hết tính đến hôm thứ bảy và bây giờ họ đang kiểm thêm một số phiếu nữa và vẫn còn một số cuộc gọi là bầu cử sát nút chưa đếm phiếu xong chưa biết ai thắng thua trong đó đặc biệt là có một số ghế của dân biểu liên bang cũng như cái ghế mà cảnh sát trưởng của An County trong đó có một người Việt Nam là ông Bút Nguyễn hiện nay cái đối thủ của ông là Don Nét, là phụ tá cảnh sát trưởng hôm trước là trên 50% bữa nay xuống dưới 50% rồi mà nếu dưới 50% thì hai người sẽ vào chung kết vào tháng 11 thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình tới